Về dựng nổi chơi cũng được hả? Rồi đây giao xe kia full zin, khách ở Tiền Giang lên xe tải, thuê xe tải lên chở, lên tận nơi chở nha anh em. Đây, xe thì nhức lắm. Đây 40 triệu. Về nhà khỏi chạy chân nổ không cũng được nữa. Về không chạy không? Về chân nổ chơi thôi đúng không? Rồi giờ không chút nữa anh về anh nhắn tin địa chỉ qua liền đi. Rồi anh quay cái đầu giúp em cái. Anh quay cái đầu cho cái đầu vô. Đó anh em là mua xe không cọc ship được, anh em lên tận nơi coi là chở xe về luôn nha anh em. Thắng gì anh? Thắng vậy. Anh quay bên kia đi, anh quay bên kia đi. Cho nó ngay lại đi. Anh bưng cái lít luôn, cho ngay cái xe lại. Anh giữa, anh giữa. Rồi, anh qua bên kia đi, Nào. À, bưng một để anh có đồ lót không, chừng cày nha. Không. Chú cứ để xéo rồi chú. Để xéo. Không đánh đi qua đó. Đúng rồi. Đó, nó vậy đó. Rồi anh em là mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Dạ anh em. Rồi để. Rồi để xéo vậy là chắc cứu nhất ạ. Có ngã. Thank you.